Bài viết có tựa đề Tại sao Facebook đổi tên công ty thành Meta của tác giả Hạnh Coi được đăng trên kênh 14.vn. Cái tên mới Meta này ẩn chứa toan tính mới của Mark Zuckerberg. Trong sự kiện Connect diễn ra lúc 0 giờ ngày 29 tháng 10, CEO Mark Zuckerberg đã thông báo tại sự kiện Connect về việc công ty sẽ đổi tên từ Facebook thành Meta. Theo đó, tên mới Meta nhằm phản ánh đế chế truyền thông xã hội phát triển của mình. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Mark đã viết một bức thư dài để chia sẻ về việc này. Trong đó có đoạn: Tôi đã từng học văn học cổ điển và Meta bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là vượt lên trên. Đối với tôi, nó có nghĩa rằng sẽ luôn có nhiều thứ để xây dựng và luôn có một chương tiếp theo mỗi câu chuyện. Với chúng tôi, đó là một câu chuyện bắt đầu trong căn phòng ký túc xá và lớn dần, vượt lên trên bất cứ điều gì có thể tưởng tượng, trở thành một nhóm ứng dụng mà mọi người sử dụng để kết nối nhau, tìm tiếng nói của họ và bắt đầu kinh doanh, tạo dựng cộng đồng cùng các phong trào có thể thay đổi thế giới. Trong một thông báo khác, anh cũng cho biết hy vọng tổ chức của mình sẽ thu hút được sự chú ý như một công ty Metaverse, do đó nó có tên như vậy. Chúng tôi xây dựng một công ty công nghệ với mục đích kết nối lẫn nhau, cùng nhau. Cuối cùng chúng ta có thể đặt mọi người vào trung tâm của công nghệ và cùng nhau chúng ta có thể mở ra một nền tảng kinh tế sáng tạo lớn hơn rất nhiều. Hiện tại, thương hiệu của chúng tôi được liên kết chặt chẽ với một sản phẩm đến mức nó không thể đại diện cho tất cả những gì chúng tôi đang làm hôm nay, chứ chưa nói đến tương lai. Mark cho rằng thương hiệu Facebook bị gắn quá chặt với một sản phẩm mạng là mạng xã hội. Vì vậy, nó có thể là rào cản để phát triển các dự án khác trong tương lai của công ty. Việc đổi tên thương hiệu là nhằm củng cố vị thế của gã khổng lồ truyền thông xã hội về Metaverse, thứ mà Zuckerberg coi là tương lai của Internet. Anh ấy cũng chia sẻ thêm rằng đã từng suy nghĩ về việc đổi thương hiệu công ty kể từ khi anh ấy mua lại Instagram và WhatsApp vào năm 2012 và 2014. Nhưng tới đầu năm nay, anh ấy nhận ra rằng đã đến lúc phải thay đổi. Thuật ngữ Metaverse được sử dụng để mô tả khái niệm về một tương lai của Internet được tạo thành từ các không gian ảo 3D được liên kết thành một vũ trụ ảo, được đưa ra lần đầu tiên trong Snowgrass, một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn Mỹ Newt Stephenson, xuất bản năm 1992. Metaverse, vũ trụ ảo, vũ trụ số, là nơi hội tụ của thế giới vật lý, thực tế ảo, VR, thực tế tăng cường, AR. Với Metaverse, mọi người có thể dạo chơi với bạn bè, làm việc, tham quan các địa điểm, mua hàng hóa và dịch vụ và tham dự các sự kiện. Trong sự kiện Facebook Connect 2021, Horizon Home, Horizon World cũng đã được Mark Zuckerberg giới thiệu. Đây giống như là một không gian ảo gồm những nhân vật có tạo hình giống con người với cảm xúc, khẩu hình miệng thay đổi dựa trên giọng nói cùng trò chơi, tổ chức tiệc, trò chuyện với bạn bè. Horizon World
sắp ra mắt sẽ cho phép bạn bè tạo ra thế giới và trò chơi của riêng họ, thậm chí tổ chức tiệc tùng. Theo CEO Mark Zuckerberg, cuối cùng Horizon Workroom đang được phát triển như một không gian cộng tác có thể hữu ích cho nơi làm việc và các cuộc họp với đồng nghiệp. Phòng làm việc hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có vẻ tương thích với Zoom. Ngoài ra, Horizon Home đang có kế hoạch thêm không gian văn phòng cá nhân cũng sẽ có thể tùy chỉnh. Đây cũng là lần đổi thương hiệu, là lần thứ hai trong lịch sử 15 năm của Facebook. Ngồi lặng lẽ nỗi buồn sâu lắm.
chẳng là khói trời đêm. Che ngàn sao sáng tôi hòa vào tĩnh mịch của hành tinh. Phố bỗng lặng, mắt đèn treo ngõ vắng, như lính già đứng gác trước ngục môn. Gió xít hay thiên nhai réo gọi, chợt rùng mình trong chiếc áo cô đơn. Tiếng gió xít